Hello mọi người nha. Thì Lộc về đây thì đã ngày thứ ba rồi mọi người. Thì hôm nay là cả gia đình Lộc là tính là đi giải trí, đi lên cái chỗ nào đẹp đẹp thì để nướng gà rồi ăn nha mọi người. Thì gà này là Lộc đã mua ngày hôm qua rồi mấy con. Ba con anh. Ba con gà nha mọi người, nhưng mà vô đó nó hơi đông, nhưng mà vô đó thì nó rắc nó sẽ tan ra. Thì có đem rau đồ rồi có chày đồ rồi đầy đủ hết rồi mọi người. Đó, rồi Thủy đem bị cóc đang giảm cân. Đó, thấy thấy bị cóc không? Thấy. Đây. Đó, rồi đem than theo luôn nha mọi người. Trong đó là nghĩ là mình mới vô mình không có củi đồ rồi mình ấy đâu. Thôi bây giờ là mọi người cùng đi theo gia đình Lộc nha. Ông có nghe gớm vui không à? Ý là thấy tao về vui không? Vui. Ông ghê vậy ta. Kiểu này không được rồi. Thì Lộc có cầm theo cái bình nước này nha mọi người, đỡ có gì rửa gà đâu luôn nè mọi người. Đó. Thủy thì bữa nay rất là đẹp gái luôn. Thôi ông bức nịnh vô cái. Về quê mà ông lâu lâu về quê thì nó vui mọi người. Đó. Xe thì Lộc đã chạy ra chỗ đây rồi. Nói chung là cái đường này thì không có vô nhà Lộc được nha mọi người. Rồi. Vô xe. Lên xe. Rồi bỏ đồ vô hết đi. Bỏ cái thùng nước ra sau đi. Chưa đi đổi mẹ. Rồi chèo lên xe đi. Thôi bây giờ Lộc dẫn mọi người đi theo Lộc nha. Lên. Đồ này nhỉ. Thì Lộc đã tới nơi rồi nha mọi người. Thì Lộc dựng chiếc xe này tại vì ở đây nó có cái con suối quay không được. Cô đứt giết đi. Mát, suối mát. Đi về suối đồ thấy nó thổ mát thiệt. Cái suối nó mát, cơ, nước suối nó mát. Không? Nước suối nó mát thiệt ạ. Phê. Ở đây thoải mái không Thủy? Thoải mái thôi, bây giờ em với anh về quê trồng rau nuôi cá. Bắt chi nó chở cá một chuyến. Mình đi ra tới ngay chỗ gần, ngay chỗ cái suối cái đập luôn phải không? Cho nó mát. Ông cứ sợ cứ tối ngày xe sợ như rinh cái nhiêu đó không mà rên thì coi cho này sợ tình hình là đây, không đây. Ổn không xin có bị không mà rên.
bị mẹ nặng gấp trăm lần cho còn bà chị thấy riêng cái 5.000 đá riêng chai nước à. Giờ tùm lum không thấy à, ông bất bì rồi chứ, dây là trừ lương ông sở, trừ lương cái chưa, tối giờ không có lương. Đó, quay một vòng không cảnh cho mọi người xem. Thì thẳng ra tới ngay chỗ kia luôn. Đó, đẹp không? Lọc thì đã đào lỗ đồ rồi, ấy than đồ thì nó cũng đã có lửa rồi nha mọi người. Đó. Thì hiện tại đang đứng be con ghè nè. Sao con sở quay quay cho nó cháy cái một bên kia sở. Thì thằng Tý với thằng Sở thì đang quay ghè nha mọi người. Còn con Bí Chi thì nó đang tẩm. Đó. Đây là quay gần con ghè cho mọi người xem. Quay đều đều quay cho nó cháy á. Do là biết sao không? Bây giờ 5 giờ mới nướng nha mọi người. Tại vì con ghè hôm về là lọc mua. Mẹ đỡ tủ đông á. Mẹ quên lúc đi, mẹ lúc mà đi vô đây thì quên ngâm nước trước. Thì nãy giờ nó mới tan ra. Đây là ghè mình nha mọi người. Người ta bán trong siêu thị nhưng mà người ta đã bỏ cái đầu ra rồi. Lửa hồng đẹp không? Đây. Quay một vòng cho mọi người xem nha. Đó. Ấy đều đều quay. À, bây giờ Lập sẽ que thử coi thử làm gì nha. Thấy đây, mặc bộ đồ rất là xinh luôn nha mọi người. Rất là giản dị nha. Ta bớt bóc phép. Đang rửa rau, coi chừng hết nước á thấy. Xài nhín nhín thôi. Một bình nước mua, một bình nước này vô mà gần hết luôn nha mọi người. Rửa con ghè mà gần hết luôn. Thấy mạnh không mọi người? Bình nước còn chút xíu à, quá mạnh. Ông đừng có nói tiêu giùm tôi cái nha. Hello mọi người ơi Thủy. Hello mọi người. Thấy ở trên này thấy nó sao? Vô đây thấy sao? Phong cảnh thật là hữu tình. Rất là đẹp nha mọi người. Dân vẽ. Rồi con cháu Lộc, con Quỳnh thì nó đang vẽ muối nha mọi người. Thì Lộc để nướng con ghè gần xong rồi nha mọi người. Đây, nhìn giờ nhìn nó vàng khè luôn nè mọi người. Đó, thấy chưa mọi người, thấy chưa nhìn hấp dẫn không? Than cũng vẫn còn nhiều chút nữa mà chắc Lộc sẽ bỏ cây vô cho nó phật lửa lên. Đây là đèn soi đèn nha mọi người, thấy Dương Chi đèn soi đèn. Quay mặt vô đi Thủy. Em quay cái đèn vô trong mặt em á. Đây. Đó. Quay mặt đi nè. Giờ đói hết chưa? Hả? Quay mặt vô sợ nó trả lời thử cái. Sợ đói chưa? Quỳnh đói chưa? Chi đói chưa? Đói kệ em. Đây. Tí đói chưa? Nay sinh nhật tí mà sao mày mặt buồn rồi tờ. Sinh nhật camera Lọc cái gì thưởng cho camera không? Thưởng cho cái phao câu. cặp phô câu mà bê cái rồi phường con Lộc muốn thưởng em bây giờ cha em thưởng cho anh cái gì? Thưởng cho một bài. Thì Lộc có đốt một đống lửa bên này cho nó đỡ mũi đó. Từ thì gia đình Lộc ngồi ngay chỗ này. Từ đây về đây mọi người ơi, đó nhìn vàng khè luôn mọi người. Đồ nó dính cái bóng mà giờ sao ta. Đồ dính cái bóng ta. Đây bên này khỏi có cái bóng. Trời cái bóng.
Đó giờ thao xí ghè đây sao? Xí ghè đây. Ai mạnh tay xí ghè đây. Mạnh tay xí, xí mạnh đó. Thấy tao cầm giùm anh cái này thấy so cái điện thoại này cho nó bị mất cái bóng. Rồi cái đuôi này. Đưa cái nào vậy? Đây là ai đưa ai luôn? Đưa ông Quỳnh đi. Rồi. Quỳnh này. Đây là Chi. Còn có lấy nào Chi ăn đi. Rồi chấm cho muối. Ấy muối ra chưa? Ấy rồi. Rồi chấm cho muối ăn thôi, ăn miếng trước đi. Rồi tao đã nghe đúng đã xé ghè từ từ, xé ghè ra trước, xé quay xé ghè ra cho đỡ đỡ đây một miếng em, đỡ đây một miếng ơi. Đỡ đây một miếng ơi tí. Xé cái con hai con này nè. Xé hai con ghè này. Với lại một miếng muối nữa. Một người bỏ một miếng muối về bên đó. Về bên về đây sau ơi. Muối ơi. Lấy cái nắp á, lấy cái nắp này của đây nè. Quay gần con ghè thấy ơi. Đó. Đâu được quay vô gần ngay cho cái đùi thử. Từ từ từ. Khỏe ngon. Rồi, mọi người thấy chưa? Chín chưa? Xương rồi nó ráng chưa? Được, chín rồi nè. Chín rồi nha mọi người. Đây, anh sợ. Có nắp hộ. Sợ cam ấy. Cái nắp Pepsi kia nè con à. Cái bì kia. Cái bì kia chứ đỡ lên. Lấy cái bì đỡ con đùi ghè lên luôn. Cái đùi còn trước ra. Cha, nó đang hoàng. Nè, chơi cam đi. Cái đùi nó bị bệnh rồi. Con Chi nó sẽ ăn cánh đúng không? Hay ăn đùi? Em thích ăn cánh hơn. Thôi ăn luôn đi, đùi ăn luôn đi. Ăn đi. Rồi giờ con Chi ăn trước đi. Cái chai kìa. Lấy em muối vô, đỡ gần sát bên sao vô. Sao cùng tí con. Lấy muối đỡ sát bên vô. Đâu? Đâu đưa gần mọi người xem đó. Mời mọi người nha. Thôi ăn đi. Ăn mạnh mẽ lên, nhìn lên. Nhìn lên đây nè, ăn cứ mạnh dạn lên, đừng có khum cái đầu xuống biết không. Mình mời mọi người ăn là mình phải ăn thoải mái lên. Ngon à? Ăn tiếp đi. Như vậy ra tiếng đồ rương nhìn hoang dã phải không? Cạp miếng này. Cạp miếng này. Nóng lắm. Rồi, giòn sớm rồi. Giòn. Mà bằng đồ miếng nha. Có muối không? À, quên. Muối ê, cái chướng chân kìa. Cái đây chấm không được đâu. Ừ. Thằng gái giờ mới ăn rồi mọi người à. Xào nữa rồi. Ghê mà tới nay mới còn nhỏ gì chưa ăn. Cặp mạnh lên sợ. Sợ dụ không à. Cho ăn rồi ngái hết rồi. Ừ. Cái đùi vàng ha. Càng nhỏ càng ăn. Mà nhiều thịt nó ít ra. Răng cỏ không thôi đó. Ăn rồi. Rồi ông Vinh ăn đi. Răng cá rồi. Rồi bây giờ xé giùm một cái đùi bên đây. Đùi. Nóng không? Nóng nhát à? Mới vừa trên bóp xuống luôn nha mọi người. Cái kia miếng đã ngon hơn. Cô dỡ lên. Dỡ cái đó lên. Giật lên luôn. Rồi thử ăn cái này. Đó, đây cái miếng bự ơi. Miếng bự review tính hấp dẫn. Xé luôn cái đó luôn. Đó. Bát luôn. Không quên. Yếu quá. Cái nóng quên. Anh sợ vô xí. Xí luôn cỡ. Xí luôn đưa cho anh ta mọi người. Trời quá. Rồi bỉ ra. Dạ ăn hết rồi luôn. Cầm một cái đuôi, cầm cái đuôi. Bỉ ra. Đó. Này nó mình nhìn cái đùi này mà hấp dẫn nè. Thì ăn sôi với sỉ. Sôi đừng có sâu cái này nó bị có cái bóng á. Rồi đưa cái thảo muối, đưa cái thảo muối. Đưa cái anh năm cái muối vô. Đưa cái thảo muối kìa. Đó. Rồi. Ăn cái này nó vui ha. Đó, muối lọc ăn muối này chứ lọc không ăn muối chanh nha mọi người. Bây giờ lọc cắn một miếng cho mọi người nha.
từ giòn cứ chuẩn bị quay ăn rồi đợi năm. Ăn miếng á ngon dạ. Dài con gà này dài sữa hấp. Được 8 miếng muối à. Lộc mới vừa đưa cái máy quay cho thằng Tý nha mọi người cho nó cầm. Còn Lộc thì review cho nó dễ mọi người. Trong thủy đồ thì ngại hơn mọi người. Đây. Không được. Không được. Ít chiều à. Cái dèo gì anh? Không cá à? Cái dê cho nó bổ. Dê nó giòn giòn hả? Dê nó dai dai giòn giòn. Ngon rồi. Không có cái gì chót chút muối vậy. Muối nào? Muối đó hả? Nào. Cái miếng rau sống cũng được. Phải cái miếng rau sống ghét một chút rồi. Trần xí. Đúng là hồi chiều giờ đói. Giờ ăn cái ghe này nó rất là ngon. Đâu có xỉ đâu. Uống miếng làm nước đi anh. Đỡ con lọc xía cái cánh ra cho con Trì nè. À, đi lên. Giữ lại cái đầu của giùm mày sợ. Con ghe này dê rồi. Sao trời dê ngắt rồi. Sao trời. Mấy con dê à. Đây. Nè. Trên cánh rồi. Đó ăn đi. Thịt dữ đi. Ăn cho nó này, cho nó mập lại. Chấm ra thịt miếng này, thịt nè, ăn cho tô thịt nó khỏi khỏi bị mập biết không? Ngon không? Ngon không? Ngon. Anh ăn em bơm ăn miếng này à. Nè, quay xuống đây nè, quay xuống cái đây nè. Hồi nãy giờ cho cô ăn cỏ luôn rồi. Hồi ăn cỏ hả? Ừ, cỏ quá mà. Giòn thật. Giòn lắm. Cái giòn. Mình đảo nó mình đảo. Mình chấm nó nè nghe. Mình đảo nó mình về mấy cái hũ gì mình dùng nước đá hả? Đi bài. Đúng không? Cái gia đình Lộc đã ăn ghè xong rồi nha mọi người. Thì ghè nó dài quá mọi người. Giống như con ghè mà tẩm muối mà người ta hay bán vậy. Đúng không? Dạ. Nhưng mà dù sao dai hay không thì cũng ăn hết rồi mọi người. No chưa? No. Sở no chưa? Thì thôi bây giờ cũng 7 giờ tối rồi mọi người. Thì chắc là Lộc xin kết thúc video tại đây. Chứ bây giờ Lộc còn quần xe đi về nữa nha mọi người. Cái đường nó khó đi nữa. Thì thôi bye bye mọi người. Hẹn mọi người video sau nha. Bye bye mọi người nha.